Rồi, kênh Khoa Sứ Tây Ninh xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn mình nha. Kính chúc một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Bữa nay em quay một số cây sứ sứ vàng ngọc thiên kim đó cả nhà. Đó, sứ vàng nè, thân nó thân vàng vậy luôn, chà vàng lên. Đó. Mấy cái này là cây ghép thôi, ghép cái mắt ghép của nó đây nè. Ghép vàng ngọc thiên kim. Thì sẵn bữa nay em quay đây cũng bán một số cái hạt sứ nè cả nhà, hạt sứ củ vàng ngọc thiên kim này nè. Cái dòng vàng này thì nó khá là ổn nha, tại vì nó vàng nguyên cây nguyên khối luôn nha, vàng từ gốc lên tới cái nhánh luôn nha, nhánh nó cũng chạy vàng hết luôn. Thì cái trái này em cũng thụ phấn từ cái cây ngọc thiên kim nè. Đó, cả nhà mình có muốn mua hạt về để mình gieo đó, thì mình liên hệ với mình nha. Cái này hạt bên mình bán là 4.000 một hạt nha, 4.000 một hạt cho cái loại vàng ngọc thiên kim này nha. Thì số lượng em cũng còn khoảng chừng vài trăm hạt ha. Nếu cả nhà mình có thích thì cứ liên hệ với mình. Thì số điện thoại mình có để trên màn hình đó. Cây này, giống này thì được cái là nó màu vàng của nó rất là đậm nha. Vàng đậm. Thứ hai nữa là mặt hoa của nó rất là đẹp. Hoa nó màu hồng này nè, nhìn rất là cưng luôn. Với lại thứ hai nữa mặt bông của nó rất là sai hoa. Nở hoa chùm không à, nở liên tục luôn. Bông nó nở rất là sai. Thì ở đây mình sẵn bán hạt, với lại mình cũng còn trái của nó nè nha. Trái đó nè, bông của nó màu hồng này nè, cái nhánh vàng này mình đang chiết nhánh cho nó nè, chiết để mình lấy ra mình trồng á, mai mốt nó sẽ cho ra là củ vàng thân vàng luôn. Mặt hoa của nó nè, nhìn rất là sáng không. Nè, đây có trái chính đây nè, trái này về là chính đây nè, chính là anh tét ra vậy nè. Thì sẵn đây nếu mình cũng còn một số cây nè, số cây vàng ngọc thiên kim này nha, cây ghép nha. Nếu cả nhà mình có cần để về mình chiết nhánh nào ra cho nó ra, chiết nhánh để mình lấy nguyên bản á, để mình chơi cây củ vàng đồ luôn á, thì liên hệ với mình nha. Mấy cây đây mình bán giá là 200k một cây nha, tại cây này nó cây gốc của nó cũng gốc lớn hết rồi, với lại ghép 3-4 bo rồi không à, 3-4 nhánh trở lên không à. Nó một cây là 200, thì ở đây em số lượng em cũng còn chừng vài chục cây à. Nếu cả nhà mình có cần thì cứ liên hệ với mình luôn nha. Thì hạt sứ này thì mình sẽ bán là 4k một hạt nha, 4.000 một hạt nha cả nhà, 4.000 một hạt. Giờ cả nhà mình gieo chơi, em cũng mới gieo trong kia 200 hạt thôi, để chút em quay cho cả nhà mình xem. Sẵn tiện qua đây em quay cái bẫy ruồi vàng cho cả nhà mình xem luôn, cái bẫy ruồi mới mua rất là hiệu quả luôn cả nhà, để quay cho cả nhà mình xem. Đó nè, cái bẫy ruồi vàng nè cả nhà, nó nằm linh láng ở trong đây luôn nè. Thấy cái bẫy này mình mua thấy nó cũng hiệu quả lắm cả nhà, tại vì sao mình mua cái này, mình mua đây 3 ngày rồi, và cái này hình như là mua trên Facebook á, nó bán 100.000 rồi, 100.000 một cái vậy nè. Nó mình bẫy mới 3 ngày mà thấy nó dính mấy ngàn con luôn á, hôm qua mình đổ hết một nhiều gấp mấy lần cái này nữa nè, dính quá chừng dính luôn. Đó, các bạn mình có chơi cây cảnh hay trồng cây sứ gì đó thì mình có thể mua cái này để mình diệt mấy con ruồi vàng này. Rất là hiệu quả luôn nè. Mấy ruồi vàng nó bay tùm lum lên nè, thấy không? Sẵn quay cái cây ra. Cây này là cây Adacona gì đây nè. Đó, treo ở trên trời không vậy đó. Treo nó trên không chơi. Nó này cây cũng cây vàng ngọc thiên kim nè, mình cũng đang chiết nhánh cho nó nè. Nè, đang chiết nhánh cho nó nè. Thấy không, mấy cái nhánh nhỏ nó vàng nè. Đang bỏ bọng ra rễ hết đây nè. Rễ ở trong này đang ra rễ hết rồi. Đại mỹ nhân nè. Trái đại mỹ nhân nè. Nè, ở đây cũng là mấy cái hạt sứ sứ vàng ngọc thiên kim nè, mình gieo nó nè. Cái này cái mấy cái trái mà lẻ lẻ mình đem mình gieo vô mấy cái chậu trồng sẵn vậy luôn nè.
cũng lên rồi. Còn đây là mình mới gieo mấy trăm hạt đây nè, mới gieo nay 4-5 ngày rồi. Đang đổi đất nữa cho chung lên hết rồi nè, đang chuẩn bị lên hết rồi. Chuẩn bị nó, mấy em nó chui lên hết. Đó, sẵn tiện ngắm mấy mặt qua mấy em xứ hạt lai nữa nha. Qua màu đỏ nhìn thấy cưng ha. Còn đây là mấy cây mình trồng, mới trồng nè, mới trồng bữa treo cột nhà đó. Thác đổ. Trồng chơi nhìn cũng vui vậy đó nha. Rồi, rất là cảm ơn cả nhà mình đã xem nha. Kính chúc tất cả cô chú anh chị em mình thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà lần sau nha cả nhà. Còn mấy mặt bông kỳ duyên nhìn thấy đã không?